Tôi đề nghị nhà trường là đuổi học con bé này đi. Cái trường học mà để một thứ côn đồ quậy phá rồi đánh đập người khác ở trong trường vậy sao được. Đó, con gái tôi có cái mặt đẹp như vậy mà nó đánh, nó cào, nó cấu, rồi mai mốt cái mặt của con tôi nó làm sao đây? Tôi nói cho mấy người biết nha, lo về nhà mà bán nhà của mấy người đền cho con gái tôi đi nha. Con xin chịu toàn bộ trách nhiệm mà. Nếu mà mặt em Yến có để lại sẹo á thì con sẽ đưa em đi xóa sẹo thẩm mỹ. Bây giờ công nghệ cũng tốt lắm, đảm bảo là sẽ không để lại sẹo trên mặt em đâu. Không, mẹ ơi, con chịu đi thẩm mỹ đâu. Con sợ đau, con sợ đau lắm mẹ ơi. Mẹ biết rồi. Con cào nó miếng có một xíu à. Cô đừng làm quá lên vậy chứ. Một miếng hả? Mẹ cô. Đó, ông hiệu trưởng thấy chưa? Bây giờ em nó quýnh con tôi, bây giờ chị nó quýnh tôi nữa nè. Ông hiệu trưởng thấy chưa? Tôi thấy chị định tát em Uyên mà. Tôi đâu có uống được cái nào đâu. Mấy người tự tính đi. Tôi đề nghị nhà trường giải quyết nha. Nếu mà bây giờ hiệu trưởng không làm chuyện này cho nó ra lẽ đó hả, tôi thôi cho tới luôn đó nha. Bây giờ ý cô muốn như thế nào thì cô cứ nói rõ ra. Bây giờ muốn sao hả? Bây giờ phải đưa con tôi đến bệnh viện để bác sĩ chăm sóc cho con tôi. Nè, mà bệnh viện quốc tế tôi mới chịu đó nha. Uyên à, Uyên, Uyên, con có sao không? Uyên. Không. Không có sao, đi học về không chịu thay đồ, nằm lăn trên giường vậy. Có bệnh không? Con muốn ngủ mới cho con ngủ được không? Trời ơi, buồn ngủ cũng phải thay đồ đi chứ bà. Ngủ vậy thay. Ừ, từ từ thôi. Chị không thấy tôi đau hả? Xin lỗi em. Bởi vậy người ta nói cũng đúng, con không cha như nhà không nóc. Cô á, lo về á, dạy em gái của mình lại đi. Mai mốt á, nó ra nó đánh đứa khác. Gia đình người ta không có dễ dãi giống gia đình nhà tôi đâu. Dễ dãi hay không dễ dãi gì đó không biết ha. Mà sau này á, cái mặt con gái cưng tôi á, chỉ cần có một vết sẹo thôi là cô á, phải đưa vợ chồng con cái tôi qua bên Hàn Quốc á, xóa sẹo á. Chứ Việt Nam này tôi không có chịu đâu à. Đúng rồi đó. Em yêu mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành, sao lại đây